Trong kinh nói Nê Lê chính là địa ngục. Quyên phi là loài trùng bay, nhuyễn động là loài trùng bò. Những loài trùng bay, loài trùng bò chạy. Chúng đều có thọ mạng rất ngắn ngủi. Hiện bày quả báo bất thiện nghiệp khiến chúng ta tận mắt chứng kiến. Dù thời gian quá ngắn, nhưng đối với chúng mà nói cũng là một đời. Chúng sống như vậy có ý nghĩa gì chăng? Chúng đang thọ báo. Đức Phật nói câu này rất hay: nhân sanh thù nghiệp. Những động vật nhỏ này là hoàn toàn trả báo nghiệp của chúng. Đoạn kinh văn tiếp theo là ví dụ. Thí như thị pháp lao ngục, kịch khổ cực kình. Dùng điều này làm ví dụ. Gia Tường Sở nói ví như dương pháp, nghĩa là dẫn chứng tình huống. Quả báo trước mắt nhẹ, đau khổ về sau. Giống như pháp luật chế tài vậy, thẩm phán trước. Phán tội hình có thời hạn và có vô thời hạn. Nghiêm trọng nhất là tử hình. Trước khi chưa chấp hành tử hình thì tay chân xiềng xích, khiến quý vị hành động không tự do. Đây là ngũ thống mà trong kinh nói. Đến khi tuyên án tử hình, đây là lúc đau khổ nhất. Lấy điều này để ví với quả báo. Trước hiện quả báo, sau mới vào địa ngục. Vấn đề này chúng ta bình tĩnh một chút, đầu óc tỉnh táo để quan sát, thì nó đều ở ngay trước mắt. Người tạo tội nghiệp sâu nặng, đầu tiên chúng ta nhìn thấy là tinh thần họ thất thường. Họ tạo nên tội nghiệp. Thân thể luôn luôn bệnh tật. Đây là ngũ thống. Cảm ứng trên thân chúng ta, sau khi chết liền đi vào địa ngục. Trong địa ngục biến tướng đồ, thầy Giang vẽ thật không tệ. Ông hoàn toàn nương vào ngọc lịch bảo sứ của đạo gia làm căn bản.
Có một số đồng học xem qua, nói với tôi, tranh vẽ rất có văn minh, địa ngục thật đáng sợ hơn đây không chỉ gấp 10 lần. Chúng tôi tin, mà địa ngục ngày càng gia tăng. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nó không phải là pháp cố định. Ngày xưa không có bom nguyên tử, hiện nay bom nguyên tử cũng có ở địa ngục. Lúc nó phát nổ, cả con người đều biến thành tro. Ở trong địa ngục chịu hình phạt này, tro đó dần dần tích tụ lại rồi biến thành hình người, bộc phát thêm lần nữa lại biến thành tro. Đến khi nào mới hết? Không bao giờ dứt. Ai chịu hình phạt địa ngục này? Người chế tạo bom nguyên tử, người thả bom nguyên tử. Vì sao vậy? Vì quý vị giết người như vậy, tương lai chắc chắn chịu quả báo này. Nên hiện nay địa ngục cũng rất mới mẻ, trước đây không có, hiện nay đều có. Chúng ta nghe trong kinh nói về những nguyên tắc nguyên lý, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, rất nhiều địa ngục mới, còn có giết người bằng sinh vật hóa học. Quý vị phải chịu quả báo này. Ngày xưa lúc nghiên cứu sinh vật, không tìm những động vật để ngày nào cũng giết chúng. Quý vị ngày ngày giết động vật để làm thí nghiệm, như vậy có chịu quả báo này chăng? Quý vị giết nhái, giết chuột, không có gì không lãnh chịu quả báo. Những đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Chúng ta bị bệnh phải làm sao? Làm sao để trị liệu? Nếu như thật sự tin Phật, tin rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chỉ cần tin vào câu này là đủ. Tật bệnh của chúng ta là do bất thiện niệm sanh ra, từ tham sân si mạn nghi sanh ra. Ngày nay chúng ta đoạn tận tham sân si mạn nghi, bệnh đó có lành được chăng? Nhất định lành. Vì sao vậy? Vì mỗi tế bào đều khôi phục bình thường. Bình thường chính là mạnh khỏe nhất. Đây không phải là mê tín, đây là chân tướng sự thật. Tin thật mới được. Chúng tôi nhớ lại vùng nông thôn ngày xưa, lúc chúng tôi còn nhỏ, khoảng đầu năm dân quân, người dân quê trị bệnh thường cầu xin Phật Bồ Tát, lấy một ít tro tàn trong lư hương đem về uống, bệnh quả nhiên lành. Đó là do lò hương trị lành ư? Bây giờ chúng ta biết là không phải, mà do tính tâm, tâm chân thành.
tính tâm đã trị lành bệnh. Tàn hương bất quá chỉ là thuốc dẫn mà thôi, không phải không có đạo lý, rất có đạo lý. Dù y dược có tốt đến đâu, nếu như không tin nó, quý vị uống cũng vô dụng. Vì sao vậy? Vì hoài nghi nó. Thế nên Đức Phật dạy, niềm tin là mẹ của các công đức. Vô lượng vô biên công đức đều sanh ra từ tín tâm. Trị lành bệnh là công đức. Trời tín tâm thì không thể kiến lập được một pháp nào. Thị pháp, Phật pháp đều kiến lập trên nền tảng tín tâm kiên định. Chúng sanh tạo nghiệp báo, nhất định quý vị nhìn thấy hiện báo trước, quả báo trong hiện đời. Sau đó quý vị thấy được quả báo của họ trong tam độ, nên gọi là cực hình. Cực hình là quả báo trong tam độ, nghĩa là làm ác phải thọ báo, thọ báo quả báo nhẹ trong hiện đời trước. Quả báo trong hiện đời nhẹ là thiên tai trong ngày nay, quý vị phải lãnh chịu những tử nạn như thiên tai nhân quả. Đây là hòa báo, là quả báo trong hiện đời. Sau khi chết, thân phải chịu quả báo nặng hơn. Như trong dương pháp, trừng trị tội phạm, đầu tiên là trị những người trong ngục trước. Trước tiên là đem người đó giam vào ngục, xiềng xích tay chân lại. Quý vị đã chịu đau khổ, đây là ví dụ khổ báo trong hiện đời. Sau cùng mới dùng đến cực hình, cắt đứt sinh mạng của họ. Ngày xưa là chém đầu, cực hình tức ví như địa ngục. Khổ ở địa ngục giống như lửa đốt thân vậy. Đạo giáo tin có địa ngục, Phật giáo cũng nói đến địa ngục. Các tôn giáo khác tuy không nói đến lục đạo, nhưng đều nói đến địa ngục. Đạo Hồi giáo có thiên đường, có địa ngục. Chúng ta quan sát kỹ địa ngục các tôn giáo khác, họ cũng có cả một biển lửa. Đại thể là đều tương đồng. Một biển lửa như lửa đốt thân. Sau khi chết lại đọa vào trong tam đồ, nê lê chính là địa ngục, cầm thú thuộc loại bò bay cửa động. Đây là đường súc sanh. Địa ngục thọ khổ vô cùng, nên gọi là cực hình. Trong ba đường ác, đường địa ngục chịu báo khổ nhất. Địa ngục cũng vô cùng phức tạp. Những đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Chúng ta bị bệnh phải làm sao?
làm sao để trị liệu? Nếu như thật sự tin Phật, tin rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chỉ cần tin vào câu này là đủ. Tật bệnh của chúng ta là do bất thiện niệm sanh ra, từ tham sân si mạn nghi sanh ra. Ngày nay chúng ta đoạn tận tham sân si mạn nghi, bệnh đó có lành được chăng? Nhất định lành. Vì sao vậy? Vì mỗi tế bào đều khôi phục bình thường. Bình thường chính là mạnh khỏe nhất. Đây không phải là mê tín, đây là chân tướng sự thật. Tin thật mới được. Chúng tôi nhớ lại vùng nông thôn ngày xưa, lúc chúng tôi còn nhỏ, khoảng đầu năm dân quân, người dân quê trị bệnh thường cầu xin Phật Bồ Tát, lấy một ít tro tàn trong lư hương đem về uống, bệnh quả nhiên lành. Đó là do lò hương trị lành ư? Bây giờ chúng ta biết là không phải, mà do tín tâm, tâm chân thành. Tín tâm đã trị lành bệnh. Tàn hương bất quá chỉ là thuốc dẫn mà thôi, không phải không có đạo lý, rất có đạo lý. Dù y dược có tốt đến đâu, nếu như không tin nó, quý vị uống cũng vô dụng. Vì sao vậy? Vì hoài nghi nó. Thế nên Đức Phật dạy, niềm tin là mẹ của các công đức. Vô lượng vô biên công đức đều sanh ra từ tín tâm. Trị lành bệnh là công đức. Trời tín tâm thì không thể kiến lập được một pháp nào. Thị pháp, Phật pháp đều kiến lập trên nền tảng tín tâm kiên định. Chúng sanh tạo nghiệp báo, nhất định quý vị nhìn thấy hiện báo trước, quả báo trong hiện đời, sau đó quý vị thấy được quả báo của họ trong tam độ, nên gọi là cực hình. Cực hình là quả báo trong tam đồ, nghĩa là làm ác phải thọ báo. Thọ báo quả báo nhẹ trong hiện đời trước. Quả báo trong hiện đời nhẹ là thiên tai trong ngày nay, quý vị phải lãnh chịu những tử nạn như thiên tai nhân quả. Đây là hòa báo, là quả báo trong hiện đời. Sau khi chết, thân phải chịu quả báo nặng hơn. Trong kinh Đức Phật nói sanh tử bì lao, những hiện tượng này ở trước mặt chúng ta nói lên điều gì? Nói với chúng ta rằng sanh tử vô thường, sanh tử là khổ. Họ cứ mê mãi mà không biết giác ngộ. Mãi lo chuyện sanh tử, không có cơ hội nghe kinh niệm Phật. Dù Phật Bồ Tát đến cũng không độ được, bởi tập khí nghiệp chướng quá sâu nặng.